Nền kinh tế đang phát triển ngày càng sâu rộng. Vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước phát triển. Trong thời điểm diễn ra nhiều cơ hội nhưng cũng đầy khó khăn và thách thức hiện nay, nhiều doanh nhân không chỉ chèo lái để giúp doanh nghiệp tồn tại mà còn tìm cơ hội để đưa doanh nghiệp đột phá và tạo ra được những lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngay từ những ngày đầu của nền kinh tế mở cửa, những năm 90, các sản phẩm nam dược mang thương hiệu Bảo Long đã được xuất khẩu sang các nước Đông Âu như là Liên bang Nga, Tiệp Khắc hay Romania. Xây dựng doanh nghiệp với rất nhiều thăng trầm, tuy nhiên bằng cái tâm của người thầy thuốc áp dụng vào vận hành doanh nghiệp, tập đoàn Y Dược Bảo Long đang được người tiêu dùng từng bước quay trở lại ủng hộ. Hoạt động trong lĩnh vực khá đặc thù là sản xuất và kinh doanh thuốc đông y. Doanh nghiệp này cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành đều gặp phải những cạnh tranh nhất định từ bên ngoài. Để đứng vững cũng như nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp đã khai thác khía cạnh lợi thế về nguồn nguyên liệu trong nước, bởi Việt Nam được đánh giá là có nguồn dược liệu tốt nhất thế giới chỉ đứng sau Trung Quốc. Chính điều này đã giúp cho doanh nghiệp ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường. Muốn có sản phẩm tốt và chất lượng mà được công chúng tin tưởng là cái quan trọng. Làm thuốc như chúng tôi là thuốc cổ truyền là phải đầu vào. Dược liệu hết sức quan trọng thì vào bào chế đúng phương pháp. Thì một vấn đề nữa là gì? Là công nghệ. Thì bây giờ phải chuẩn hóa, phải chiết xuất được cái tinh chất cần có của dược liệu để thu nhỏ lại nó và làm ra viên thuốc tiện dụng. Sau 30 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã tăng 30 lần. Mỗi năm, thị trường có thêm gần 80.000 doanh nghiệp mới. Hiện nay, cả nước đã có trên 600.000 doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh cá thể. Doanh nghiệp tư nhân thì góp phần không nhỏ trong cái quá trình tạo ra GDP hay là tạo công ăn việc làm hay là tạo cái động lực phát triển cho nền kinh tế. Thế thì gần đây nhất ta thấy là Thủ tướng cũng là trực tiếp gặp những cái doanh nghiệp tư nhân mà có một vị thế quan trọng, vị thế lớn. Thì đây cũng là sự quan tâm, sự quan trọng. Để hội nhập thành công, các doanh nghiệp cần tận dụng mạnh mẽ cơ hội của các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia ký kết, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, hợp tác đầu tư tham gia chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu, chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp, phát huy sản phẩm thế mạnh để sẵn sàng tham gia những cuộc chơi lớn hơn, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đi xa hơn.